trang 27-9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hương 1976 và Phạm Thị Thanh Dân 1976 cùng trú tại Phú Thị, Gia Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an huyện Gia Lâm phát hiện một đôi nam nữ đang thuê phòng tại nhà nghỉ Sắc Màu, thị trấn Châu Quỳ có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Gia Lâm đã bất ngờ vào kiểm tra phòng 201 nhà nghỉ Sắc Màu, phát hiện và thu giữ 4,77 giờ ma túy tổng hợp, một bộ tẩu thuốc. Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hương và Dân đã thừa nhận việc thuê nhà nghỉ làm nơi mua bán trái phép chất ma túy.